Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà Đất Kiên Giang. Nếu quý vị đang có một nguồn tài chính mà chưa biết đầu tư vào đâu thì đây sẽ là một cơ hội kinh doanh dành riêng cho quý vị. Cơ hội để chúng ta đầu tư vào một quán ăn, và đây là một quán ăn đã được setup sẵn của quý vị, rất là tiện lợi. Quý vị sau khi bỏ vốn ra là mình có thể tiến hành kinh doanh ngay, đặc biệt là cơ sở vật chất có sẵn nè. Và thứ hai là chủ quán sẽ sẵn sàng chuyển giao lại toàn bộ cái công thức cũng như là cách thức để chúng ta quản lý điều hành quán nhậu luôn. Tức là khi bỏ số tiền ra, quý vị sẽ có ngay một cơ sở kinh doanh với những cái chỉ dẫn đầy đủ. Đây là quán nhậu A Gà, một cái quán có thể nói là nổi tiếng của giới trẻ ở thành phố Rạch Giá, ai ai cũng biết. Và đặc biệt đây là một cái quán có cái lượng khách rất là đông quý vị, mỗi tối là hầu như là full bàn luôn quý vị. Và lý do là chủ họ muốn đầu tư kinh doanh sang một cái lĩnh vực khác, cho nên họ phải buộc lòng sang lại cái quán này, dù họ rất là tiếc nuối. Quán tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường 3 tháng 2, một trong những con đường sầm uất tấp nập của thành phố Rạch Giá quý vị. Đường này thì xe ô tô ra vào cực kỳ thoải mái luôn, và gần với vị trí giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với đường Nguyễn Trọng Văn Cừ. Khu này thì thuộc phường Hải Hòa, thành phố Rạch Giá. Quán có tổng diện tích là 900 m², với chiều ngang là 30 m và chiều sâu cũng là 30 m. Chúng ta sẽ tận dụng được luôn phần vỉa hè với độ rộng 10 m như quý vị. Và khu sảnh phía dưới thì chúng ta sẽ để được rất là nhiều bàn luôn nè. Và đặc biệt là chúng ta có luôn một cái khu vực đậu xe riêng. Đây chính là nhà xe của quán nữa quý vị. Quán này thì mở cửa bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng và hoạt động cho tới khoảng 23 giờ đêm hoặc có thể hơn, tùy theo cái lượng khách nhiều hết. Và đây chính là bãi xe nữa quý vị, bãi xe rộng rãi thoải mái. Bãi xe này thì có thể đậu được nhiều ô tô nha quý vị, xe máy thì đậu vô tư luôn, rất là nhiều luôn. Ô tô là có thể được khoảng 5-10 chiếc nha quý vị. Và đặc biệt chúng ta sẽ có thêm một cái nhà kho nữa nè. Nhìn chung là khi sở hữu quán này thì quý vị được rất là nhiều lợi thế, tại vì chủ quán đã setup sẵn hết rồi, đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chúng ta chỉ việc tận dụng thôi. Quán A Gà có hướng chính là hướng Tây Nam và nằm ngay tại vị trí mặt tiền đường 3 tháng 2, đoạn gần với khu vực giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Hòa, quận Rạch Giá. Đây là quý vị. Giờ này thì bắt đầu nhân viên đã bắt đầu dọn bàn ra này, chuẩn bị tiếp đón khách. Và đây là một cái quán đang hoạt động bình thường nha quý vị, và hoạt động rất là hiệu quả luôn nha, lượng khách rất là đông luôn nè. Đây chúng ta sẽ có cái sảnh, khu này thì dùng để cho thực khách ăn uống chung, tức là cộng đồng. Còn chúng ta sẽ có tới 7 phòng riêng, trong đó có 2 phòng lớn và 5 phòng vừa phải, với độ rộng từ 16 cho đến 50 m², rộng rãi lắm quý vị. Và để đi đến vị trí những phòng đó, chúng ta sẽ có một cái lối đi riêng nè. Lối đi này thì được gắn chữ VIP nữa quý vị, tức là dành cho Very Important Person, tức là nhân vật quan trọng đấy quý vị. Lối đi có độ rộng 1 m², rộng rãi thoải mái. Đây chính là không gian ở bên trong quán nữa quý vị. Quán được setup hoàn thiện rồi, nó đẹp nữa. Phía trên thì có mái che, dạng là mái che di động, cho nên rất là tiện lợi luôn. Và khu vực này thì chúng ta có thể bài trí được khoảng hơn 60 bàn nha quý vị, rộng rãi thoải mái. Có sẵn những cái tủ đông luôn nè, tủ lạnh luôn nè, rồi có quầy tiếp tân luôn, rất là tiện lợi. Nhìn chung thì chủ quán đã đầu tư đầy đủ rồi. Khi quý vị chuyển giao thì mình chỉ việc tiếp quản và bắt đầu công việc kinh doanh thôi. Toàn bộ quy trình quản lý, chế biến cũng như là đào tạo là chủ quán sẽ lo hết cho mình hồi đó, rất là tiện lợi luôn. Và đây chính là không gian của phòng bếp. Chúng ta thấy phòng bếp rất là sạch sẽ quý vị, sạch sẽ thông thoáng và có những cái quạt hút nè, thông hơi rất là tốt luôn. Nói chung đó, một cái cơ sở ăn uống mà quý vị thấy phòng bếp sạch sẽ, một cái điểm cộng rất là lớn nha quý vị. Tiếp theo xin mời quý vị tham quan 7 căn phòng dành riêng cho những ai thích sự riêng tư nha quý vị. Đây, mình đang đi vào vị trí của những căn phòng nè, có thể gọi là phòng VIP
đấy quý vị, cực kỳ sang trọng luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hành lang cũng rộng 1m4. Bên trái thì chúng ta sẽ có những cái phòng được đặt tên, ví dụ như là gà hồ nè, gà ri nè, tên những cái giống gà, gà hơ mông nè. Nói chung nó có một cái điểm nhận dạng đặc biệt, không giống như những quán khác họ đặt số hay đặt tên gà, gà sao, gà đông tảo vân vân. Mình sẽ đi một vòng cho quý vị xem nè. Đó, gà tàu vàng. Đây là một căn phòng lớn này quý vị. Đó, căn phòng được setup rất là đẹp, nơi quý vị có thể tổ chức những cái buổi tiệc dành cho những thành viên có số lượng vừa phải, khoảng từ 10 người đổ lại, trong một không gian ấm cúng và được setup rất là đẹp, rất là sang. Có phòng vệ sinh riêng luôn quý vị, phòng vệ sinh với đầy đủ cho thiết bị sạch sẽ và có lavabo, gương soi đầy đủ. Tiếp đó chúng ta sẽ có một căn phòng lớn nữa, căn này có thể xem là cái hội trường cũng được quý vị, có độ rộng khoảng 50m2. Đây này thì chúng ta có thể tổ chức hội thảo ở đây cũng rất là tiện lợi luôn. Và quý vị đã thấy phần tường cũng được ốp nhựa PVC nè, rồi làm những cái đèn hắt nè, rất là sang trọng. Rồi phía trên thì lớp thạch cao. Rồi chúng ta sẽ có những cái không gian thế này nè quý vị, những không gian có những cái mảng xanh thế này nè, đó là những cái giếng trời. Ở đây thì chủ quán cho trồng những cái loại cây để tạo mảng xanh cũng như là tạo oxy. Rồi chúng ta cũng sẽ có phòng vệ sinh riêng. Đây, phòng vệ sinh riêng nữa quý vị, rộng rãi thoải mái, đầy đủ trang thiết bị luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tham quan thêm một căn phòng nữa nha quý vị. Căn phòng có tên là gà Tam Hoàng nè. Cửa phòng là cửa nhựa da gỗ. Phòng này là dạng phòng nhỏ, nhưng mà diện tích của nó cũng khoảng 16m2, ngang 4 và dài 4. Mỗi phòng thì đều được thiết kế một cái giếng trời riêng nè, để trồng những cái mảng xanh. Thứ nhất là nó tạo cảm giác dịu mát, thứ hai là nó cho cảm giác chúng ta gần gũi với thiên nhiên. Đây là một cái ý tưởng cũng rất là hay. Bên trong thì chúng ta sẽ có phần tường cũng được phun hiệu ứng, phun gấm. Rồi có bàn ăn, bàn này thì khoảng tầm 10 người. Rồi chúng ta sẽ có phòng vệ sinh riêng, đầy đủ cho thiết bị. Mình sẽ bật đèn lên, có quạt hút luôn nha quý vị. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng một quán ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn của một nhà hàng. Đúng hơn thì đó là một cái nhà hàng quý vị. Bởi vì thứ nhất là nội thất của nó sang trọng nè, thứ hai là phòng ốc rộng rãi nè, thứ ba là có những cái sảnh, những cái nơi để chúng ta có thể làm cái hội thảo, hội nghị rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là mức giá chuyển nhượng chủ đầu tư công bố là khoảng 2,3 tỷ thôi. Chỉ với 2,3 tỷ là quý vị sẽ có ngay một nhà hàng, một quán nhậu, khi một cái nơi ăn uống giải trí, đặc biệt là cực kỳ nổi tiếng với lượng khách đông đúc và giới trẻ đặt giá thì rất là thích địa điểm này. Đó chính là quán Ai Gà, với tổng diện tích 900m2, bao gồm nhà hàng, sảnh, phòng ốc và có luôn một cái nhà xe. Đặc biệt là chủ đầu tư sẽ sẵn sàng chuyển giao toàn bộ từ công thức chế biến nè. Đặc biệt bia ở đây rất là ngon nha quý vị. Bia ở đây nó có một cái điểm đặc biệt, nó khác với những cái quán nhậu khác mình đã từng uống rồi. Và nhìn chung thì rất là ngon, rất là đặc biệt, có cái sự khác biệt so với những cái quán nhậu khác. Và tất nhiên chủ đầu tư sẽ sẵn sàng chuyển giao hết toàn bộ những thành phần này cho quý vị. Tức là chúng ta sẽ có công thức chế biến món ăn nè, bia nè, rồi tính luôn cả cái chi phí đào tạo quản lý để cho chúng ta có thể điều hành, vận hành được nhà hàng này hoạt động mà không bị gián đoạn, như là có sẵn luôn một cái lượng khách ổn định đông đảo, hầu như tối nào cũng full bàn. Mình đi ngang là thấy nhà hàng này lúc nào cũng đầy khách hết quý vị. Và nếu quý vị nào quan tâm đến cơ hội đầu tư này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.